Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về tính năng bootloader của vi điều khiển. Thì cái tính năng bootloader này có thể nhiều bạn đã từng nghe hoặc là từng sử dụng, đặc biệt là trong các cái bộ kit cái bát mở rộng của Arduino ấy, thì có thể nhiều bạn đã từng nạp code bằng bootloader đúng không? Thì bootloader theo mình biết hiểu là một cái tính năng của vi điều khiển dùng cho các ứng dụng để có thể update firmware từ xa, là viết tắt của FOTA này. Viết tắt là FOTA này, có thể nạp code qua Wi-Fi hoặc là Bluetooth, hoặc là có thể nạp code trực tiếp từ máy tính sang giống như con Arduino, mình có thể nạp trực tiếp từ máy tính qua cổng USB ấy, chuyển qua UART của nó, rồi nạp code trực tiếp vào bộ nhớ. Nhìn chung là nó liên quan đến việc update firmware, tức là nạp code trực tiếp vào bộ nhớ flash. Nếu như mình không có những cái bộ nạp chuyên dụng, đối với STM32 thì có cái ST-Link ấy, hoặc là ZTAC. Mà mình không có những cái bộ đấy thì mình có thể nạp code qua UART cũng được, nhưng mà điều kiện là nó phải có bootloader sẵn ở trong con vi điều khiển. Thì bootloader là gì thì mình sẽ giới thiệu ở phần sau đây. Đây, về bootloader thì bootloader nó bao gồm một số cái firmware như này. Thì mọi người có thể thấy là lúc đầu mình mới mua về ấy, thì nó sẽ có sẵn một cái firmware này, đó là firmware do nhà sản xuất cung cấp, tức là nó đã có sẵn trong bộ nhớ flash rồi. Tiếp theo là những cái current firmware, tức là những cái firmware mà mình nạp vào và nó đang chạy. Tiếp theo là những cái mình mong muốn để nạp vào từ xa, như lúc nãy mình nói là các cái ứng dụng nạp từ qua Wi-Fi hoặc là Bluetooth ấy, thì mình sẽ có một cái phiên bản thay thế mà mình đã đang chuẩn bị này để nạp thay thế cho cái current firmware này. Thì để nạp được như thế ấy, thì mình cái con vi điều khiển của mình ấy, thì nó đã phải nạp sẵn một cái firmware gọi là firmware bootloader. Thì đây thực chất là nó chỉ là một cái hàm thôi, nó sẽ là cái phần chạy đầu tiên của chương trình. Đây, các bạn nhìn thấy nó ở địa chỉ là 0x0800000, tức là chính là địa chỉ bắt đầu của bộ nhớ flash ấy. Tức là khi mới vào thì chương trình nó sẽ nhảy vào cái boot này, nó sẽ chọn một trong những cái chương trình này để mình hoạt động. Chọn như thế nào thì là do mình lập trình thôi. Ví dụ mình chọn là nhảy vào bootloader một cái, mình gọi cái hàm current firmware này thì nó sẽ nhảy vào hàm current firmware này chạy. Ở đây là địa chỉ là 13800, ở đây là E800, hai địa chỉ khác nhau. Thì hoàn toàn nó có thể nhảy đến một trong hai địa chỉ này để thực hiện cái chương trình của mình. Đó, thì như mình lúc nãy giới thiệu thì cái Arduino nó có hỗ trợ cái bootloader, mọi người có thể đã từng sử dụng rồi. Nhưng mà để hiểu sâu về nó thì mình sẽ cần phải tìm hiểu đến cái phần bộ nhớ flash. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là nó có hai phần, là phần bootloader section và phần application section. Thì đó chính là cái phần này, bootloader firmware. Cái phần bootloader firmware này nó sẽ được lưu ở trong cái phần là bootloader section này, và những cái firmware còn lại thì nó sẽ chia nhau ở những cái phần application section này. Đó là đối với Arduino. Còn đối với STM32 thì tổ chức bộ nhớ flash của nó sẽ giống như thế này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có thể lưu hai cái firmware khác nhau này. Firmware đầu tiên thì lưu ở địa chỉ là 0x0800 đến cái địa chỉ là 080x. Tiếp theo là firmware thứ hai thì sẽ lưu ở địa chỉ cao hơn của bộ nhớ flash. Thì mỗi cái firmware này thì nó đều bao gồm cái đầu tiên là cái con trỏ gắn shape đúng không? Là main main stack pointer này, và bao gồm cái vector table gồm có reset handler, NMI handler này và các cái vector ngắt. Tiếp theo là vùng nhớ code và các cái vùng nhớ liên quan đến read only data này, và vùng data load load memory data address này. Thì mỗi cái vùng nhớ như thế thì nó sẽ được chia ra như thế này. Trong vùng nhớ flash nó sẽ chia ra làm main memory này, là gồm các cái section. Người ta chia các cái section nhỏ ra để dễ quản lý, vì cái bộ nhớ flash của vi điều khiển ấy, thì nó chỉ ghi được theo từng byte thôi. Nhưng mà nó lúc xóa thì nó sẽ phải xóa theo từng section để tăng cái tốc độ của mình xóa lên ấy. Mình sẽ có, ví dụ mình viết code trong một cái section này thì mình muốn xóa một lúc thì mình cần chỉ cần xóa cả cái section, nó sẽ nhanh hơn là xóa từng cái ô nhớ một. Đó, thì cái bộ nhớ của nó có cái dai tăng dần này, từ 16 KB, tiếp theo là đến 64 KB này, 128.
Và tiếp theo là cái phần System Memory, OTB, Arial và Option By. Cái phần này mình sẽ không quan tâm tới. Mình chỉ quan tâm đến cái phần Main Memory của Flash thôi. Mình sẽ nạp code trực tiếp vào đây. Tiếp theo là cái quá trình mà sau khi mình reset vi điều khiển thì vi điều khiển nó sẽ làm những cái việc gì. Thì khi reset ấy, thì đầu tiên nó sẽ nhảy đến cái địa chỉ bắt đầu là 0x0800 này. Nhảy đến đây rồi nó sẽ gọi cái hàm main này. Sau khi gọi hàm main thì nó sẽ tìm đến cái địa chỉ, gọi là lấy cái địa chỉ mà của cái firmware hiện tại của mình ấy, trên bộ nhớ flash. Đây tức là sau khi nhảy đến hàm main thì nó sẽ lấy một cái địa chỉ trong hai cái, một trong hai cái firmware này, tức là 0x0800 hoặc là 0x080x, một trong hai cái này, sau đó sẽ nhảy đến đó và được thực hiện firmware tương ứng. Tiếp theo là nó nhảy vào hàm boot đó và nhảy đến cái địa chỉ tương ứng như mình vừa nói, và tiếp theo là thực hiện cái code tương ứng của cái firmware mà mình vừa chọn. Sau khi reset thì nó lại quay về cái chương trình cũ. Thì nãy giờ mình có nói đến hàm bootloader. Đây, bootloader firmware là một cái hàm ấy. Thì mình cần phải biết là trong cái hàm bootloader nó sẽ làm những cái gì. Thì khi chương trình của mình nó nhảy vào main đúng không? Thì nó sẽ lấy cái địa chỉ tương ứng này, sau đó nó gọi hàm boot. Thì cái hàm boot này tất nhiên tác dụng của nó sẽ là nhảy từ cái firmware chính của mình đúng không? Từ cái firmware chính là bắt đầu từ địa chỉ 0x0800 này, tức là bạn nằm ở trong đây. Nó sẽ nhảy lên một cái firmware khác, có thể là firmware 2 này hoặc là firmware 3 nữa ở trên chẳng hạn. Đó thì hàm boot công dụng của nó là như thế. Thì đây cái quy trình của nó sẽ là như này. Đầu tiên là mình sẽ phải lấy cái địa chỉ mà mình muốn nhảy đến này. Ở đây mình đặt là 0x0800 8000, tức là một cái địa chỉ đâu đó ở trên này của một cái firmware khác. Sau khi lấy được cái địa chỉ đấy xong á thì mình sẽ phải disable các ngắt này, tức là tắt hết những cái ngắt đi để nó không ảnh hưởng đến cái lệnh phía sau này của mình, vì những cái lệnh phía sau của mình là nhảy đến cái vùng firmware khác, là tức là cái lệnh liên quan đến hệ thống ấy, cho nên là nó khá là phức tạp. Mình mong muốn là nó sẽ không bị gián đoạn thì mình phải tắt các ngắt đi và các cái flow handler này đi, các cái ngoại lệ đó. Tiếp theo là set main một stack pointer. Tiếp theo là set main stack pointer. Đây, main stack pointer là cái địa chỉ bắt đầu của một cái firmware. Thì mình sẽ set cái main stack pointer ban đầu đang ở đây thì mình sẽ set lên cái địa chỉ mới. Đó chính là cái địa chỉ mà mình muốn này, 0x0800 này. Mình có thể cho trực tiếp vào đây. Đó, nhảy đến cái địa chỉ mới. Tiếp theo là set BC. Và sau khi set main stack pointer xong thì mình phải set BC để cho BC nhảy đến cái firmware mới của mình. Và cuối cùng là nhảy đến cái chương trình mới đó luôn. Sau khi set BC thì mình sẽ gọi hàm reset handler ra. Reset xong thì nó sẽ nhảy đến cái vùng firmware mới luôn rồi. Đó thì đó là quá trình thực hiện của cái hàm bootloader. Thì cái firmware của mình ấy, nó sẽ phải bao gồm hai phần. Đây. Tức là nó sẽ bao gồm hai chương trình. Chương trình thứ nhất là chương trình bootloader, tức là bao gồm cái hàm boot này. Mình sẽ nạp vào cái phần dưới cùng của vi điều khiển của bộ nhớ flash ấy, tức là địa chỉ là 0x0800 0000. Mình sẽ nạp cái phần boot này dành một, mình có thể dành cả một cái section không là dành cho nó đi. Mặc dù là cái size của nó cũng sẽ không đến là 16 KB đâu, nhưng mà mình cứ để cả một cái section như thế cho bootloader. Sau đó mình sẽ dành những cái section tiếp theo là để nạp code cho những cái application. Đó thì phần thứ hai là chính là phần application section. Thì mình sẽ nạp những cái firmware mình mong muốn chạy vào những cái section này. Ok, vậy thì mình sẽ cùng giới thiệu với các bạn về cái hàm boot này nhé. Mình sẽ viết mẫu một chương trình. Đây thì có thể mình có thể nạp qua PC hoặc là ESP, tức là Wi-Fi hoặc là Bluetooth. Nhưng mà trong cái phần chương trình này thì mình sẽ chỉ giới thiệu cái cách là nhảy từ hàm boot này. Từ hàm boot này làm sao để gọi ra một cái firmware ở một cái section địa chỉ khác trên bộ nhớ flash. Thì đây mình sẽ đi vào một cái ví dụ. Ví dụ của mình là viết hai cái chương trình. Một chương trình sẽ chứa cái hàm boot. Đây, thế là cái chứa cái hàm boot này, boot section này. Chứa cái hàm boot.
chứa cái hàm bootloader này, nạp vào đầu đầu của flash, địa chỉ là 0x0800000, tức là tương ứng với section 0. Đây là section 0 này. Tiếp theo là một cái chương trình ứng dụng Blinklist cho nó đơn giản, và nạp vào địa chỉ là 0x0800000, tức là tương ứng với cái section 2 đây. Thì sau khi mình viết xong hai chương trình này thì mình sẽ dùng một cái phần mềm để mình nạp tương ứng vào đây, nạp cái phần chương trình boot vào đây, boot loader ấy, nạp vào đây, và cái chương trình ứng dụng của mình Blinklist thì mình sẽ nạp vào cái phần section 2 ở trên này. Đây chính là nạp vào section 2 này. Ok. Đó thì khi bắt đầu chạy ấy, thì cái con vi xử lý của mình nó sẽ nhảy đến cái địa chỉ này 0x0800000, tức là địa chỉ bắt đầu của bộ nhớ flash, và chạy cái chương trình boot chính là cái chương trình đầu tiên của mình đây. Mình sẽ cài đặt cho nó là led luôn sáng để mình hiển thị cho nó dễ dàng. Tiếp theo là chương trình boot này nó sẽ kiểm tra một cái nút bấm, mình mô phỏng bằng một cái nút bấm trên cái con board của mình là board Nucleo board, dùng cái con F401 thì nó có một cái nút bấm sẵn ở trên đó là BC13, thì mình dùng để mô phỏng nó dễ. Mình sẽ kiểm tra cái nút bấm này, và trong lúc đó thì led sẽ luôn sáng đúng không, led sẽ luôn sáng và mình sẽ luôn kiểm tra cái nút bấm này. Nếu mình bấm cái nút này một cái thì cái hàm hàm bootloader của mình nó sẽ được gọi ra. Khi bấm nút một cái thì sẽ gọi hàm bootloader, và hàm bootloader này thì sẽ load đến cái địa chỉ của firmware này, chính là cái địa chỉ này đây, sẽ lấy cái địa chỉ my app address là 0x800000, đó là cái địa chỉ đó, và nhảy đến cái chương trình của mình, tức là chương trình Blinklist. Thì sau khi mình bấm nút thì nó sẽ Blinklist luôn. Ok. Vậy thì mình sẽ đi vào phần ví dụ code. Đầu tiên là phương chương trình Blinklist. Đây ở đây mình dùng sẵn cái thư viện HLL của nó cho nhanh. Các bạn có thể dùng lập trình bằng Thanh Ghi hoặc là thư viện STD cũng được. Thì bản chất của nó cũng giống như nhau thôi. Đây thì đầu tiên là mình có cái chương trình Blinklist của mình này. Chương trình này thì mình sẽ đặt một cái địa chỉ của mình là tương ứng lúc nãy mình nói là 0800 8000 ấy. Mình có hàm delay để Blinklist này. Đó, khi vào thì mình sẽ set cái vector table trùng với cái địa chỉ này luôn. 0080. Cái bước này không cần thiết cũng được. Tiếp theo là các hàm khởi tạo này. HLL này, khởi tạo system clock, khởi tạo GPIO này, và trong vòng quay một thì là Blinklist thôi, cứ sáng tắt 1 giây. Ok, rất là đơn giản. Mình sẽ build chương trình. Thì các bạn có thể viết bằng Thanh Ghi hoặc là thư viện STD thì nó cũng tương tự như thế này thôi. Chương trình Blinklist này thì khá là đơn giản, chỉ có config rồi sau đó là Blinklist trong quay một thôi. Do viết bằng HLL nên là nó bui khá là lâu. Ok, không có lỗi. Thì mình sẽ chuyển sang cái chương trình là bootloader nhé. Chương trình này mình sẽ nạp vào cái địa chỉ là 0x0800000. Còn chương trình tiếp theo là chương trình bootloader thì mình sẽ nạp vào đầu của bộ nhớ flash. Đây chương trình bootloader đây. Thì đầu tiên mình cũng phải có những cái hàm config này. Một cái hàm bootloader này. Tiếp theo là địa chỉ chương trình mà mình muốn nhảy đến là 0800000. Một hàm delay này. Ok. Hàm delay này mình không cần cũng được. Ok, tiếp theo khi nhảy vào hàm bên thì mình sẽ khởi tạo các cái GPIO system clock này. Tiếp theo là giống như lúc nãy mình nói là bật luôn luôn bật led đúng không, thì mình sẽ bật led ở trên BA5, tức là cái led có sẵn ở trên điều khiển ấy, trên cái board của mình ấy, BA5. Thế tiếp theo là khi vào vòng quay một này thì mình sẽ làm gì, mình sẽ luôn kiểm tra nút bấm đúng không, kiểm tra nút bấm trên chân BC13. Đây đây trên là kiểm tra nút bấm trên chân BC13 này, nếu
cái chân này là đang kết nối bull up. Nếu nó bằng reset thì bằng không, tức là khi mình bấm nút đó, thì sẽ gọi hàm bull ladder. Đây, thì sẽ gọi hàm bull ladder, thì hàm bull ladder này sẽ nhảy đến địa chỉ của firmware của cái chương trình Blinklist của mình đúng không? Thì mình sẽ vào chương trình bull ladder này xem. Đây, đây là bull ladder mình viết đây, thì nó sẽ thực hiện đúng các cái bước như thế này của hàm bull ladder. Đầu tiên là nó sẽ lấy cái địa chỉ MAC address này đúng không, là 0800 này. Đây thì cái bước bước đấy, bước đấy mình để dưới đây. Còn bước tiếp theo là tắt các ngắt này, tắt các cái exception này. Đây thì nó có cái hàm HDD init này, tức là nó sẽ tắt cái khởi tạo của các cái phần cứng của peripheral này, interrupt các thứ đấy, nó sẽ tắt hết đi. Tiếp theo mình phải tắt cái system tick timer này bằng cái hàm là system tick control bằng không, system tick load bằng không, thì nó sẽ tắt cái system tick timer đi, tắt system tick timer và tắt các cái ngắt như này. Lấy cái địa chỉ này, này, lấy cái địa chỉ đó thì mình sẽ dùng cái thanh ghi SCB này. Mình vào xem. Đây là VTOR đúng không? Đó, VTOR là một cái thanh ghi đúng không? Đó là Vector Table Offset Register, tương ứng với thanh ghi là SCB. Đây, SCB đây. Đó, nó tạo một cái kiểu số chắc địa chỉ SCB. Tức là đây chỉ là set cái địa chỉ của Vector Table thôi. Vector Table mình địa chỉ sẽ là chính là cái địa chỉ này luôn. Cái my app của mình là 0800 8000. Đó. Bước tiếp theo là set main stack pointer đúng không? Set main stack pointer thì trong đây nó có một cái hàm là set main stack pointer luôn rồi này. Ép kiểu sang kiểu là my app. Đây. Tức là cái giá trị của cái thanh ghi my app là 0800 8000 ấy. Rồi, mình sẽ xem cái hàm set main stack pointer. Rồi. Nó sẽ gọi ra một cái hàm là MST, gọi ra một cái lệnh assembly. Nó sẽ gán cái top main top ở main stack này. Tức là cái giá trị mình vừa nạp vào á, vừa truyền vào, đó là giá trị của cái thanh ghi là 0800 8000 này. Nó sẽ gán vào trong này, gán vào MSP này, tức là cái biến này, cái biến này, cái biến trong C, người ta dùng câu lệnh assembly. Tức là bây giờ MSP nó sẽ trỏ đến cái này, MSP nó sẽ trỏ đến cái địa chỉ này. Ok. Sau đó là set program counter và nhảy đến cái chương trình của mình đúng không? Thì mình sẽ chỉ cần dùng cái câu lệnh này. Cái địa chỉ để mình nhảy đến á, tức là chính là cái PC của mình ấy. Thì sẽ là cộng thêm 4 thôi. Cộng thêm 4 byte ấy. So với cái địa chỉ ban đầu của mình, vì cái địa chỉ cái ô nhớ đầu tiên. Đây. Cái ô nhớ đầu tiên của mình đã là để cái MSP rồi. Cho nên cái tiếp theo của mình sẽ là phải là MSP cộng 4, tức là MyApp cộng 4. Thì mình sẽ nhảy đến đây. Thì reset handler của mình sẽ là chính là cái ô 4, tức là cách cái MSP này 4 byte. Thì sau đó mình sẽ reset cái video khiển của mình bằng cách là gọi cái hàm reset handler. Đó thì bước đó là mình reset cái video khiển của mình. Thì nó sẽ chạy về cái ban đầu, nó sẽ nhảy đến cái firmware mới rồi. Lúc này đang là địa chỉ 0800 8000, tức là mình đã sẽ blinklist đúng không? Thế thì mình sẽ bui chương trình này.
Ok, chương trình đã bui xong, không có lỗi gì cả. Thì tiếp theo là mình sẽ nạp. Sau khi bui xong rồi mình sẽ nạp vào cái phần cứng của mình này là cái Nucleopath. Mình sẽ dùng cái phần mềm là ST-Link, STM32 ST-Link UTP. Thì cái phần mềm này sẽ dùng để nạp code và mình có thể chọn được cái địa chỉ bắt đầu của mình cái phần nạp. Thì đầu tiên mình sẽ kết nối với cái này. Ok, đã kết nối xong. Đây. Đó. Thì việc đầu tiên là mình sẽ phải nạp cái chương trình Blinklet của mình trước đúng không? Địa chỉ là 0800 8000 này. Mình sẽ phải chọn cái file hack khác. Đây, binary file này. Thì ở đây mình sẽ gọi cái hàm trong cái chương trình led 1 này. Đây, chọn led 1.hack đây. Ok. Thì mình nạp vào này. Ok. Tiếp theo là mình Glow đi, mình chuyển sang cái địa chỉ là 0800 0000, tức là địa chỉ bắt đầu của những flash ấy. Thì mình sẽ nạp cái boot vào đấy đúng không? Đây mình tìm đến cái file hack của chương trình boot này. Đây đúng không? Ok. Thì mình sẽ nạp vào cái địa chỉ bắt đầu của những flash này. Nạp vào này. Ok, cũng nạp thành công rồi. Đó thì bây giờ thì chương trình của mình đã có hai cái phần chương trình. Phần thứ nhất là sẽ nằm ở phần section 2. Tức là phần Blinklet sẽ nằm ở section 2 này. Còn phần Bootloader sẽ nằm ở section 0 này. Thì khi mới vào á thì đây mình có quay video lại cái phần chạy này. Thì khi mới vào á thì cái led nó sẽ sáng đây vì đang ở chương trình boot đúng không? Là chương trình boot. Mới vào nó sẽ nhảy vào đây. Cái này đặt xong thì nó sẽ nhảy vào chương trình boot và cái con led trên trên cái board ấy, nó sẽ sáng. Và sau đó nó sẽ liên tục kiểm tra nút bấm đúng không? Đây. Khi mới vào nó sẽ liên tục kiểm tra nút bấm. Đây khi mình chuẩn bị bấm này. Đây sau khi mình bấm thì nó sẽ nhảy vào hàm bootloader. Đúng chưa? Nhảy vào bootloader. Nó sẽ tắt các ngắt đi này. Tắt các cái ngắt và exception đi này. Set cái MSP này sang cái địa chỉ mới là 8000 ấy. Sau đó là nhảy vào set cái vector table ở đây này. Cái lệnh à cả hai cái câu lệnh là để chắc chắn cái câu lệnh này được thực hiện nhé. Cái DMB này và DSP này. Này. Mình có thể xem luôn. Đây, nó có một cái data memory barrier. Tức là nó sẽ cho phép nó sẽ dừng các cái hoạt động khác lại. Nó sẽ bắt buộc là cái lệnh này của mình phải thực hiện xong. Cái câu lệnh này phải thực hiện xong thì nó mới mở các thứ ra và mình có thể làm cái khác. Ok. Tiếp theo là nhảy đến set BC này và nhảy đến cái hàm reset này. Đó thì khi mình bấm nút thì nó sẽ nhảy set BC sang cái địa chỉ mới và nó nhảy sang đó. Và sẽ là nhảy sang cái chương trình Blinklet đúng không? Nhảy sang đây thì nó sẽ vào vào đây luôn. Vào main này. Sau đó Blinklet. Ok đây, kết quả đây. Đó, khi mình bấm nút thì led nó sẽ nháy. Khi mình bấm reset này, reset thì nó lại trở lại cái trạng thái ban đầu. Ok. Thì đó là phần kết quả của Bootloader. Thì cái chương trình của mình xây dựng nó khá là đơn giản. Chỉ là nếu mà bấm bấm nút thì nhảy sang cái địa chỉ này để chạy chương trình kia thôi. Chứ nó chưa phải là nạp code từ xa hay là nạp code qua PC gì cả. Thì ở video sau mình có thể giới thiệu cho các bạn là nạp code qua PC, nạp qua UART. Tức là sẽ chạy hai cái chương trình khác nhau đi. Chạy nạp từ PC sang con STM32 bằng UART. Là mình đã chuẩn bị sẵn cái phần này rồi. Thì ở video sau mình sẽ giới thiệu các bạn phần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.